Chào mừng quý vị và các bạn đến với Autobuy. Quý vị và các bạn hãy đăng ký, subscribe kênh để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích về thị trường ô tô xe máy Việt Nam và ủng hộ chúng tôi sản xuất video mới. Thưa quý vị và các bạn, sớm hơn 2 ngày so với dự kiến, Honda Wenfa 2018 đã được đưa về một số đại lý Honda khu vực Hà Nội với giá bán không đổi. Theo quan sát của chúng tôi tại đại lý, Wenfa 2018 chỉ có khác biệt duy nhất là bộ tem theo xe, gồm 2 tem, một ở yếm xe và một ở thân xe. Cụ thể, ở bộ tem mới, chiếc Wenfa vẫn được cách điệu trong ký hiệu Alpha lớn, nhưng đường viền của cả khối trên Wenfa 2018 nằm ở phía trên thay vì ở phía dưới như phiên bản cũ. Cùng với đó, họa tiết của tem xe dạng tổ ong mới thay bằng hình tam giác ở trên xe cũ. Ngoài thay đổi về tem xe, Wenfa 2018 vẫn giữ nguyên toàn bộ thiết kế, trang bị và giá bán đề xuất như phiên bản cũ. Trên thực tế, có nhiều bạn chắc chắn sẽ băn khoăn vì sao chỉ thay tem mà lại gọi là phiên bản 2018. Thứ nhất, việc thay tem xe là cách làm chung của các hãng xe máy khi muốn làm mới một mẫu xe nào đó khi chưa đến giai đoạn nâng cấp mạnh hơn. Đây là cách phổ biến mà Honda và Yamaha áp dụng tại Việt Nam trong nhiều năm qua. Việc thay tem mới với Wenfa tạo ra sự khác biệt so với phiên bản đang bán trước đó Wenfa 2017, nên có thể gọi xe mới là Wenfa 2018, nhiều khi chỉ để phân biệt hai phiên bản với nhau. Thứ hai, theo tìm hiểu của Autobuy, dù chỉ thay tem mới nhưng Honda Việt Nam cũng thay mã sản xuất đối với mẫu Wenfa phiên bản mới. Mã sản xuất này là cơ sở để Honda làm việc với các cơ quan nhà nước, chẳng hạn đăng ký với cục đăng kiểm và với hệ thống đại lý. Do đó, việc thay mã sản phẩm được xem là sự thay đổi đáng kể nên có thể gọi sản phẩm mới là Wenfa 2018 chứ không còn là phiên bản cũ. Thứ ba, Wenfa phiên bản tem mới này được ra mắt vào cuối năm 2017 để bán cho năm 2018 và là phiên bản mới nhất. Vì thế, hầu như tất cả các nhân viên bán hàng khi giới thiệu với khách đều nói đây là xe 2018. Về phần mình, người dùng cũng thường chỉ hỏi mua những bản mới nhất 2018, vì thế Wenfa tem mới được gọi là Wenfa 2018. Thưa quý vị và các bạn, Wenfa 2018 vẫn có kích thước tổng thể là 1914mm dài nhân 688mm rộng và 1075mm. Chiều dài cơ sở ở mức 1224mm, trọng lượng 75kg. Chiều cao yên xe 769mm và khoảng sáng gầm xe 142mm. Xe có giảm xóc chấn thủy lực ở dạng ống lồng ở phía trước và lò xo trụ ở phía sau. Lốp trước kích cỡ 70/90/17, trong khi lốp sau là loại 80/90/17. Trái tim của Wenfa 2018 vẫn là khối động cơ 110 phân khối, công suất cực đại 8,2 mã lực tại 7.500 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 8,44 Nm tại 6.000 vòng trên phút, cùng hộp số tròn 4 cấp, khởi động điện hoặc bằng cần đạp chân. Wenfa 2018 vẫn có giá bán lẻ đề xuất là 17,8 triệu đồng và được bán chính thức từ ngày 28 tháng 12 năm 2017 sắp tới. Do xe thay đổi quá nhỏ và giá đề xuất không đổi, nên nhiều khả năng giá bán của Wenfa 2018 cũng không thay đổi so với phiên bản cũ. Hiện tại, Wenfa 2017 đang được bán ra với mức giá khá hấp dẫn là 17 triệu đồng trên cả nước, thấp hơn đề xuất 800.000 đồng. Đây là mức giá hấp dẫn nếu so với nghịch cảnh đội giá từ 7 đến 18 triệu đồng so với giá đề xuất của các mẫu Sega SH, SH Mode tại các đại lý xe máy Honda trên toàn quốc hiện nay. Đặc biệt, khách hàng mua xe Wenfa tại các đại lý Honda trên toàn quốc kể từ ngày 4 tháng 12 năm 2017 đến hết ngày 15 tháng 2 năm 2017, tức là mua xe trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất, sẽ có cơ hội trúng thêm một chiếc xe số cùng loại với tỷ lệ trúng thưởng cao. Có thể nói, Wenfa là một trong những con gái đẻ trứng vàng của Honda Việt Nam. Theo nguồn tin riêng của Autobuy, kể từ khi có thống kê riêng từ năm 2013, doanh số bán của mẫu xe này luôn dao động từ gần 300.000 đến 370.000 xe mỗi năm. Sự thành công quá đỗi của mẫu xe này khiến vòng đời của xe kéo dài tới 13 năm, từ năm 2003 đến cuối năm 2016. Đây là một quãng thời gian quá dài với một mẫu xe số và khiến không ít người giật mình. Trong khoảng thời gian đó, xe chỉ được chỉnh sửa nâng cấp rất nhỏ và rất nhiều lần chỉ bằng việc thay đổi tem xe như Wenfa 2018 hiện nay. Dù cho khá nhiều bạn trẻ cho biết không thích Wenfa 110 bằng Wenfa 100 đã ngừng sản xuất từ tháng 12 năm 2016, nhưng cũng theo nguồn tin riêng của Autobuy, riêng trong 10 tháng đầu năm 2017, doanh số Wenfa 110 đạt hơn 309.000 xe, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái và hứa hẹn tạo ra một kỷ lục mới với doanh số của dòng xe này trong năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.